kéo lên bờ hả? Chắc hồn mà chừng ta vẽ anh ơi. Dạ. Thấy không? Nè. Ăn giỡn miệng đó téo coi đã lắm. Thấy không? Thèm lắm mà. Không có kìa. Chưa ăn được, chưa ăn được kìa. Nó bị dê. Mấy này đã chui vô rồi đó. Chờ anh ăn kìa. Chứ giờ nuôi cái này sao nuôi hanh bảy? Nuôi này mình không có kinh nghiệm đúng không? Có kinh nghiệm không? Rồi, phải có mới được chứ. Không lao phải đeo lao chết à. Nhưng mà mình lỗ 6 triệu đó rồi, bài học cho mình đúng không? Cái gì mình cũng phải muốn kiếm thêm ha. Nhưng mà heo hỏng anh bán 5 triệu rưỡi là anh cũng còn quỳ vốn của anh Bảy. Nhưng mà bán 5 triệu thì lỗ ha. 5 triệu rưỡi chắc cũng còn lời ít, anh kiếm nó có lời ít à. Gì? Con ăn có 10 bao à. Xin chào quý khán giả của kênh Cấp Tiếp Miền Tây. Thì hôm nay mình sẽ mời khán giả đồng hành của mình đến với nhà của anh Bảy Ron, người đã mất hai chân. Thì anh đã nghị lực lên nuôi nguyên cái chuồng dê này nè. Thì bây giờ mình sẽ mời quý khán giả đồng hành nha. Anh ở đây. Thì anh đang chuẩn bị chào anh Bảy. Anh chuẩn bị xây thêm cái trang trại này. Đó. Đây này là anh mua cái này bao nhiêu đây? 1 triệu. Ton đó với ton tép rô. Tép rô đâu? Em đâu thấy tép rô đâu ton? Tép rô nằm mấy bản á, nữa làm thêm nhà dưới chút. Bây giờ là anh mua ton này kia, còn cây này là của ai đây? Thì mua cái chòi bản á, coi chừng bà đó. Nay lâu rồi, dưỡng rồi bay cột lại chắc nuôi được vài xác dê được. Nuôi được mấy con hả? Cái này là sớm ai đóng đây, mấy này ai đóng? Mướn không à? Mướn hả? Anh có phụ gì không? Không. Anh hỏi cái này anh không phụ hả? Đâu cho hai thằng rồi. Hai thằng hả? Hai thằng gì? Hai người vậy mướn bao nhiêu tiền ngày? 300 không cơm. 300 không cơm. Vậy anh về anh nấu cơm gì? Về sao nấu? Nó hôi mần đại đó, tính ngày 300 đi. Dạ. Mình muốn nghỉ nào không nghỉ. Sao anh nằm? Em nói từ không. Đường đâu có vậy? Đâu anh lên cho em coi coi anh sao anh nằm được cái võng này. Đó, anh chuẩn bị đi quét nhớt cây á quý khán giả. Cây nó khô nè năm. Sợ tôi 4 mấy ký cho bộ. Nay 4 mấy ký hả? 41, 42 ký á. Là anh nằm đây anh coi mấy ngày. Thời đất ngồi ơi. Vậy nè. Bổi mùa. Thời đất ơi, ông nhúng. Mới vàng kìa. Trời ơi coi. Ăn này. Được không? Có ăn được không? Hỏi bữa em ăn được không? Giờ anh sẽ đi ra quét nhớ còn mấy cây đó anh ấy. Giờ mời quý khán giả đồng hành nha. Để xem anh chuẩn bị. Rồi xong rồi anh đi cắt cỏ hả anh Bảy? Không mà hồi cắt hồi mưa chứ nghỉ quá. Cỏ mới đem về. Anh cắt hồi nào nữa? Thì đi rã cây ngoài ấy đó. Ở ngoài chỗ. Rồi xe tới nó ủi anh à. Rồi qua luôn đi chị. Được không? Dạ được chị, qua là chị qua luôn đi. Dạ. Bình thường. Được. À, kiếm đường lên hay gì? Lúc nào luôn được. Ôi ôi. Là cái này là anh ta làm xong là anh tự anh quét luôn hả anh Bảy? Trời cây đó mục không anh? Cái này cái bạch đằng. Bạch đằng hả? Dù gió gì á. Dù gió. Trời anh phải tha nhớt vô vậy hả anh Bảy? Tha nhớt vô cho nó chắc đỡ mùa mưa á. Ủa? Mình quét cây vậy hết luôn á hả? Trời mưa nó không ướt chưa ấy mà. Rồi nó không ướt chứ nó không bị gì đó anh. Không một. Là mọt nó không có ăn đâu hả? Vậy là sáng giờ không có người nào, sáng giờ có người làm hả chiền thôi.
Phương của anh Thuận Chiền. Rồi kêu đứa kia nữa vô là bạn thì xong rồi. Hẹn 17. 17 làm gì? 17 nói làm chủ. Tiền em. Em có trớt. Làm để cho nuôi dê ha. Làm gì? Dê cái gì? Là sao? Bệnh. À. Tí nó hàm. À chắc là này tôi rớt đại quá. Rồi sao cái vụ mà heo sao? Heo bán hay lỗ 6 triệu nhiêu. Lỗ 6 triệu chứ. Anh biết anh vừa bán xong là biết heo nay nhiêu chưa? Hả? Lên 6 triệu mấy rồi đã đều. Không lên 7 triệu 2 đó. Giờ nó còn 6 triệu 3. Heo chứ cẩu mà. Hả? Vậy đó, mà hả người ta heo 5 triệu rưỡi mà sao bán 5 triệu à anh 7? Ôi nó tới trong đây mà. Rồi giờ anh còn nuôi nó không? Thôi không có chuồng không có nuôi. Giờ là chạy luôn phải không? Chạy. Giờ của mình là giờ nuôi dê là vẫn nuôi dê thôi ha. Chứ giờ nuôi cái này sao nuôi anh 7? Nuôi này mình không có kinh nghiệm không đúng không? Cả. Mà có kinh nghiệm không? Rồi, phải có mới được chứ không có. Không lào phải thèo lào chứ chết à. Nhưng mà mình lỗ 6 triệu đó rồi bài học cho mình đúng không? Đúng rồi. Cái gì mình cũng phải muốn kiếm thêm nữa ha. Đúng rồi. Nhưng mà heo mà không anh bán 5 triệu rưỡi là anh cũng còn quỳ vốn anh 7. Quỳ. Nhưng mà bán 5 triệu thì lỗ ha. 5 triệu rưỡi chắc cũng còn lời ít ăn chứ nó có lời ít à. À 112 bao thức ăn, tính rồi. Gì? Con ăn có 10 bao à. Con tin là Ti đó. Ti là người bỏ thức ăn cho anh phải không? Ừ. Một con heo ăn có 10 bao à đúng không chị Diệu? Nếu ra chuồng luôn á. Nếu lỗ vụ đó đó. À. Đây là anh 7 anh làm anh quét nhớt. Ôi ôi. Vậy chứ chết gì trùng dữ lắm á. Chất lượng lắm á. Tại chơi dơ gì chứ chất lượng lắm á. Chơi. Chất lượng. Mưa không có ướt cây lâu một. Bây giờ tóm lại là bây giờ là chuyển qua nuôi dê thôi phải không? Dê. Chứ không có đụng gì chạm gì. Kêu cái chuồng này vô 20 con dê trời ơi chắc hiểu quá. Tiên giờ nó thấy anh nuôi được chứ này kia thì nó mới nhờ anh, nó kêu anh người có công người có vốn. Tính đủ tan nữa. Ai nữa? Đủ phụ cái cỏ dê chứ. Dê là ăn sắc bia không ghê lắm. Phải có cỏ kèm mới được. À. Bia quá không tiêu. Cỏ kèm vô không tiêu. Cái trang trại của anh vậy. Tôi nghe nói vậy có không? Gì? Có vụ tiền tiền gì? À, 1 19 75 à. Xu quá à. Mà hổng ra sao tôi nghe không nghe. Nghe ta đồn không biết sao lúc tiêu ta. Đồng xu 1975 là sao? Đồng xu cũ quá phải không? Ừ. Rồi Việt sao? Việt Nam á, bên phiến tạc á, ai có á được 50 triệu. Còn đồng xu á, hồi xưa á thì có bông lúa á. Ừ. Không biết số tiền càng nhỏ là càng ngon. Là tới tỷ 200 mấy gì á. Gì ghê hả? Ừ. Ai nói anh? Còn bây giờ cái số, cái đồng tiền mà số Nimro, số cặp á là cũng là thí dụ số numero nó nhiêu như 2 số 1 thí dụ như từ 1 tới 6 là cũng bao nhiêu phần trăm đó. Còn hả được số numero được 3 cặp á là cũng là được bao nhiêu tiền nữa đó mà không biết sao. Ai nói anh? Tôi nghe ta đồn. Trời ơi em còn chưa nghe đây, xong đây nghe đồn. Anh đừng có thu tầm mấy cái đồ á nha. Đồng cổ thì có đồng cổ thiệt chứ đừng có nghe nha. Trời ơi em chưa còn. Đồng cổ có nghe chưa anh Nhiêu? Chưa nghe. Đồng cổ là giữ mình quý hiếm thôi chứ đâu có biết bán, đâu có biết giá trị của nó. Có người coi giàu có lắm giờ đang siêu tầm á.
À, vậy như người ta đam mê đồ đồ cổ á. Thôi mình không biết là đừng có đụng vào mấy cái đó. Anh không biết thôi đi, đừng 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 có đụng vào nghe mấy đó, nghe nghe nói ham ham rồi vô. À, với giờ nghĩ người ta điện thoại giờ người ta nói mình thiếu tiền này thế đừng kia, anh đừng có lấy ngang, nhiều người ta lường gạt lắm nha. Người ta điện thoại á. Đồng nhau hết trơn hả? Thì tôi có, tôi nói là nó đậu vào quách đó. Mà anh có đồng tiền nào không? Có. Mấy đồng? Hai. Trời ơi. Chắc không? Chắc. Đâu, họ giấu đâu, họ cho mượn coi coi. Có thiệt chứ bà không? Trời ơi, coi chừng thông tha đồn 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 cho có thôi chứ nha, không có đâu nha. Mà bên thiết tạc á nghe. Ai nói anh chứ, chừng người ta vẽ anh á. Chứ làm gì có mấy chương trình đó. À, thì anh bảy giờ anh nói là xong rồi, Ngưng. ngưng Chưa xong. chưa xong mà ngưng hết nhớ rồi đó. Còn ít Có khác. khách không làm Có khác nghỉ. vô rồi kia. Bình Nhân á, không biết ai nhắn tin với bạn đi kia rồi. Ai như vợ của Chính Thảo nhắn tin gì? Nhắn tin vụ đó đó. Còn Có trời đỡ đầu quá trời. Anh đó giáo quốc đi rồi. Giờ anh nghe có đồng xu đó trị giá tiền lớn quá, giờ anh dẹp luôn quyết vậy. Vậy chứ sao? Cái 50 triệu luôn mà. Chắc hồn coi chừng ta vẽ anh ơi. Anh sợ người ta vẽ. Đi vô ông Thảo. Dạ. Không vô vậy được không? Quá trời đẹp không ai. Ờ nuôi. Được chứ. Bảy mấy con. Vì tổng hết là bao nhiêu? Được 20 hả? 26 con, giờ tổng đó là 20, 26 con. Mưa giờ là không đi hả anh Bảy? Có hả? Ừ. Thôi, có khác rồi, khó vậy. Không có khác gì các cỏ ha, có khác rồi nghỉ là tôi vậy á. Trời ơi. Ngộ vậy đó. Rồi khỏi em gặp em anh ở ngoài các cỏ thì đi ra theo thôi chứ mấy cũng về luôn phải không? Giường đâu mà lủng rồi. Lấy mẹ đó. Trời ơi. Thì kệ. Dịp theo. Ngày 300 không có cơm. Không có. Tại hai người 600 anh Bảy. Một ngày 600. Ta đất ơi. Rồi. Hai bữa bị dở nhà rồi nó giáp qua rồi nó sắp cây thì tính đại cho nó ngày đi rồi qua ngày sau là đóng lợp luôn là 2 ngày, 2 ngày 4 đứa, 2 ngày 4 người là hết 1,2 triệu. 1,2 triệu rồi xong vài bữa nữa tính nữa. Ừ. Anh còn phải lót be rồi dựng bên hông này kia nữa chắc cũng mấy ngày nữa à. Nghe người ta vô 2 ngày nữa, một thằng này là mận ngày, hai đứa là hoàn tất là 2 ngày phải không, rồi 1,2 triệu nữa, hai đứa quận ngày á. Ngày sao không bây giờ cây nó sẵn sẵn nó rồi chỉ ráp lại không à, khoan có chia chuồng không mà để nguyên chuồng luôn vậy chắc đóng luôn quá, để vậy đóng luôn chuồng luôn mãi vậy luôn đóng luôn. Thì là tốn thêm cỡ 600 ạ. Thì chắc ăn á. 600 với 1,2 triệu là 1,8 triệu. Chà, là mấy con dê được nhiêu đó. Đổ lời mấy con dê. Ừ? Không biết, không biết.
Một con dê vậy anh bây giờ lời được nhiêu, lời được nhiêu, trung bình lời được nhiêu con? 800 ngàn không ăn triệu. Chắc chắn đó quá. Dồn dập hoài nó tới đâu tính tới. Rồi hổm nghe nói thằng Tiên nói cái người nào vô mua hai con dê trả tiền chưa con? Chưa, cho anh Tú Anh. Rồi chừng nào nó trả? Tháng 1 à, nó mới trả tiền. Rồi ký kết hợp đồng chưa? Thì nó đã lấy rồi. Thì nó nuôi gà đó, để ra tiền, ra tiền. Bán gà. Giờ đang ấm đâu ngàn mấy, 2000 gà con. Mà rồi, nó cũng kẹt tiền rồi. Rồi nó mới bán con dê đó luôn, rồi mới lấy tiền nó bắt gà con. Tao đó. Bán lại đâu có tẹo gì á. Con dê của anh mua thiếu. Ờ. Anh bán nhiêu? 4,5 triệu. 4,5 triệu con dê đó. Ừ. Rồi xong rồi bây giờ con dê đó giờ bán lại cho người khác. Khác lấy tiền đó mua gà, nghe nói vậy thôi, đó mình không biết. Rồi người ta hứa với anh là ra đợt gà đó người ta trả anh. Đợt gà mới trả. Trời ơi. Chắc ăn không anh? Ai biết đâu. Sát bên đây nè. Mình cũng quen biết, có chở đồ này đồ kia đó. Thì thấy nó cũng hơi hơi nghèo nghèo, không kệ chơi luôn. Nghèo bằng anh không? À biết thấy nó sang thở. Mình tưởng đâu là nó chuẩn bị gà 2 tháng. Nó nuôi 2 tháng chuẩn bị bán phải không? Ừ. À, mấy tháng, ít bữa mình bán, mình gửi tiền tao. Em có thấy nuôi con gà nào đâu. Nè, giờ chắc lớp. Bán rồi nè, có 2 tháng. Bán trước để mua dê anh đó. Ừ, bán trước rồi nữa. Mà vô than với anh là nói là để ra dê. Ê, để ra chơi gà. Ừ, gà nó mới 2 tháng. Mà nói không có rõ ràng. Mà than với anh. Ừ. Rồi anh tin rồi anh bán dê thiếu. Ừ. Rồi anh bán dê thiếu đã xong rồi ai qua lấy thằng Tiên nó qua lấy dê lại. Tiên không qua lấy, nói không biết qua. Thằng Tiên nói em đã qua bệnh lấy dê lại đó. Ừ. Nó lấy dê lại là nó đem về là nó là dê của nó. À, bây giờ anh không biết anh bán mà giờ nó là qua bển thì gì nó là bán cho ai nữa rồi đó. Đứa em của nó chắc bên đó luôn. Chữ thiệt ngồi quá. Rồi em hỏi lấy của anh rồi bán lại cho người khác. Ừ. Rồi vì không trả tiền cho anh. À, bắt gà nó nuôi giờ bắt đó. Thêm gà để nuôi nữa. Rồi đó anh Bảy 4,000,000 đó anh Bảy. Rồi anh có cho ai mượn tiền nữa không? Không. Có cho ai mượn không? Không không. Vòng vòng đây thì có mượn kẹt thiếu 7 bữa tháng thì có chút đỉnh. Rồi anh bán mấy lần dê rồi vào bụng này kia rồi anh có dư giả gì không Bảy? Cũng lây lát được. Vì đang vô dê mới thiếu mà đây 10 mấy đẻo á, 12 đẻo á. Gì em nghe thiếu không vậy? Bây giờ từ bầy dê bầy heo tới nay là anh lỗ 6 triệu tới nay. Ờ. Thăm thăm chôm luôn rồi xong rồi về anh xây chuồng ở đây kia giờ đang thăm vốn. Ừ. Rồi anh kêu công ty bỏ vốn lại là 20 con dê này mà mười mấy triệu mười mấy triệu tiền dê. 40 mấy triệu tiền dê á, tiền thuốc á cũng 15 triệu đó chết hả. Tính từ đó giờ hay gì hai chuồng á mà thuốc than đó hả? Ủa còn mình thuốc nữa kìa. Tại sao anh biết trúng cái trật? Cái của mình sẽ để... Để giấu hả? Để có phốt chứ. Trời ơi. Anh nuôi... Nuôi từ hồi mà tới nay luôn. Dư được cái gì? Dư được cái cân nè. À, dư được cái cân. Dư được cái cân. Nói thấy bà luôn. Em đâu có thấy anh dư được cái gì nữa đâu anh Bảy. Cái cân... Nhà cửa là của y nha. Này, này... Có 12 triệu chẳng hả? 12 triệu chẳng. Bán dê, bán dê nè. Đực. Thiệu. Này là từ tiền dê mà. Ừ. Dê bán nè. Ừ. Rồi cộng tổng cộng là 32,135,000. Ừ. Của nó là đưa bề dê cho anh là 44 triệu. Ừ. Rồi xong là từ lại là anh còn thiếu lại là 12 triệu. Ừ. Mấy trăm ngàn nữa nè. 535,000. Ừ. Rồi anh bỏ số này lấy số 12. Ừ. Để ghi dưới này dưới ai biết. Nợ tổng cộng là 12 triệu. Ờ. Mà sao hai số A này chi vậy?
17 tháng 7 năm 2022 lại ghi ngày tháng anh gây sức ghi biên lai để anh biết là anh có nợ là như đây ngày nào á. Tôi biết số ăn tả thôi à. Nghe cái chỗ ai biết. Vậy là anh còn thiếu lại là 12 triệu chuyến này. Tiền dê á. À là 26 con dê đó. Cái hả? Còn con trắng này nè để đâu đó đó. Đó. À bò sữa hả? Này nè. Nâu. Mình nghĩ về cho dê ăn luôn. Nó ho ho rồi anh bảy ơi. Vì thời tiết dữ lắm. Thời tiết cả ngặt ha. Con này có mũi trời ơi, chả nó nhớ mẹ. Sao mũi với mẹ chạy nước mắt hả? À? Giờ hết rồi. Con rồng yếu yếu đó nay quần nay tên một tháng mấy á. Mà giờ đỡ không? Đỡ đỡ rồi. Còn mấy anh về bên đây. Ok hả? Ok. Về cho ăn chắc bia sớm quá. Đừng ruột phải không? Bị đường ruột yếu. Dê này con tây nè, con tây nè. Mà biết bắt đâu ngoại á. Bị lộ sắc bia, lộ chất hơi chua. Nên nó bào vô tử hả? Ruột yếu nhớ kêu vậy. À, anh chiền tàn là ghế đậu không luôn á. Nó tưởng nó hư dây con này chứ. Sao hả? Chắc nhớ. Nó nóng. Trời ơi. Chơi ba cái xà bông vô tắm nó mình á bị ấm. Bao này rau trái nhiều đưa vô bao trái là mê luôn á, mà ăn nhiều quá chảy pha pha lộn lộn vậy nè cho nó ăn bớt chảy, đưa vô là nó ăn lịm lịm luôn nè. Trời ơi món khoái khẩu nữa hả? Mời nó chảy cho thấy cả. Trời đất ơi vậy thôi chứ ăn cho ăn nhiều ăn ít thôi. Không thốt thì nói vậy nhầm nho gì. Ừ, có lộn cỏ tạ. Thấy không? Nè. Ăn dẫn miệng nó téo coi đã lắm. Thấy không? Thèm luôn mà. Không con kìa. Nó chưa ăn được vô ăn không được kìa. Nó bị mấy này đã chưa vô rồi đó. Chờ ở nó ăn kìa. Cỏ này tôi dọc xuống ghe cái lọt như nước ướt hả? Ướt hình khốt. Ướt rồi mình phải đem lên cho nó ăn liền. Cho nó dê này cũng đã ướt ướt ăn hết nè. Mình không biết á thì mình chơi cho nó ăn thuốc rồi dê mặn. Dạ. Ôi trời ơi. Đồ ướt này quá. Anh xin phép anh về, tại nhiều người cũng muốn vô xem cuộc sống của anh và nói là lâu quá không vô anh Bảy, coi anh Bảy như thế nào. Đó thì giờ là quý anh giả thấy anh Bảy không? Có con á là nuôi dê heo nó lỗ thôi, chứ nuôi dê là thành công. Mà mỹ mãn ha anh Bảy ha. Đúng rồi. Nên giờ mình cũng gì cũng thử, nhưng mà cuối cùng là thử là dê đi ha. Ừ. Đó. Rồi xin phép anh Bảy anh về. À, là đây là kính thưa quý khán giả. À, thì cuộc sống của anh Bảy thì quý khán giả đã thấy rồi. À, anh là ở miệt vườn ở quê anh thì anh mất hai đôi chân, thì anh được sự giúp đỡ của mạnh thường quân trong ngoài nước, trong vòng mấy năm nay anh đã được vượt lên chính mình quá trời là tuyệt vời. À, tuyệt vời ông mặt trời. À, thì hôm nay anh chuẩn bị đóng thêm một cái chuồng nữa, thì bây giờ là anh đã mướn thêm hai nhân công nữa đến phụ một ngày, vậy là 300.000 là không cơm nước. Thì ảnh vậy thì sao anh lo được cơm nước quý khán giả, mà đi ra ngoài thì rất là xa để mua đồ ăn về. Thì bây giờ là mấy anh đây là nói là 300.000 là chọn gói luôn. Chọn gói luôn, ta ăn uống luôn quý khán giả. Thì ti là người đi kiếm cái chuồng hay gì đó là cho anh Bảy về để anh Bảy đóng thêm, để nuôi thêm một cái chuồng nữa. Thì anh Bảy giờ còn đang bắt là hai, anh Bảy là được 20 mấy con dê, thì anh còn nợ lại là 12 triệu. À, thì... tiền này là do bên Tuy đã tài trợ hỗ trợ cho anh để anh từ sắc bia đến
thức ăn, thuốc thang này kia là bên ti sẽ khò khẹt gì là ti sẽ vô tiêm ngừa cho thuốc cho dê cho anh Bảy. Thì một nữa mình chân thành cảm ơn ti đã đồng hành cùng anh Bảy từ đầu mùa đến giờ, để được anh Bảy được như thế này thì cũng là điều hạnh phúc và điều vui vẻ vui của rất nhiều mũi mạnh quân trong ngoài nước. Thì một nữa mình chân thành cảm ơn và mình hẹn quý khán giả vào lúc sau. À, kiếm đường lên hay gì? Lúc nào không đỡ. Ôi là cái này là anh người ta làm xong là anh tự anh quét luôn hả anh Bảy? Trời ơi, cây đó một không anh? Cái này cái bạch đằng. Bạch đằng hả? Dù gió gì á. Dù gió. Trời ơi, anh phải tha nhớt vô như vậy hả anh Bảy? Tha nhớt vô cho nó chắc đỡ mùa mưa á. Ủa mình quét cây vậy hết luôn á hả? Trời mưa nó không ướt chưa ấy mà. Rồi nó không bước chứ nó không bị gì đó anh. Không một. Là một nó không có ăn đâu hả?